cư dân mạng bức xúc với cô gái khoe được tiêm vaccine Pfizer nhờ ông ngoại. Cả gia đình mắc Covid-19, 3 người mất trong nửa tháng. Người đàn ông đi xe máy lột sạch đồ mannequin. Người phụ nữ cố thủ trong nhà bị lực lượng chức năng kéo đi cách ly. Các cặp đôi sẽ được tổ chức đám cưới ngoài vũ trụ vào năm 2024. Mẹ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin ngày 20 tháng 7 của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT và các đơn vị có liên quan đề nghị tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Văn bản nêu rõ thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, tạm dừng thu phí các trạm trên các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Thời gian dừng thu phí là từ 0 giờ ngày 20 tháng 7 2021 đến khi địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí VEC bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí, có phương án để kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách. Vụ việc nam công nhân đi mua bánh mì bị lực lượng chức năng giữ xe, giữ giấy tờ tại chốt kiểm soát dịch ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang vì lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết đã gây xôn xao dư luận trong nhiều giờ qua. Mặc dù đã được trả lại xe máy và giấy tờ, tuy nhiên, nam công nhân này bất ngờ đã bị công ty cho nghỉ việc tạm thời. Cụ thể, sau khi trở lại nơi làm việc là công trường dự án Chambarama Resort Spa, phường Vĩnh Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng An Đại Thành, nhà thầu phụ nơi anh E làm việc, bất ngờ thông báo cho anh E nghỉ việc tạm thời một tháng. Khi nào có việc, công ty sẽ gọi đi làm lại. Thông tin nam công nhân vừa lấy lại được giấy tờ xe sau vụ việc xử phạt vi phạm chỉ thị 16 gây xôn xao vì đi mua bánh mì nhưng đã bị cho nghỉ việc, sau đó đã khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Đặc biệt trong đoạn clip làm việc tại chốt kiểm soát dịch phường Vĩnh Hòa, anh E đã bị cán bộ tại đây quay lại clip và hỏi một vài thông tin liên quan đến nơi làm việc của anh. Thưa quý vị, để góp phần vào việc vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay của người dân, khu vực phong tỏa được an toàn, anh Nguyễn Vĩnh Duy, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã chế tạo ra chiếc xe chống dịch có gắn các tấm chắn giọt bắn bao quanh. Chiếc xe đặc biệt này được anh Duy và nhóm thợ tại xưởng cơ khí của anh ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh chế tạo trong 3 ngày. Sau khi hoàn thành, xe được chuyển đến quận Bình Thạnh để hỗ trợ việc vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con trong khu vực phong tỏa. Anh Duy cho biết đầu tiên anh mua loại xe 4 bánh địa hình ATV, sau đó anh chế tạo phần khung đặc dụng gắn các tấm chắn giọt bắn, lắp đặt thêm dàn loa, mic, đèn chớp để tiện thông báo cho bà con khi vào các khu cách ly. Tổng chi phí phụ kiện để chế tạo xe khoảng 39 triệu, mỗi lần xe có thể vận chuyển khoảng 200 kg thực phẩm. Sau khi vận chuyển, xe sẽ được xịt rửa sát khuẩn toàn bộ để đảm bảo an toàn chống dịch. Chiếc xe còn thích hợp để phục vụ việc đưa cơm, nhu yếu phẩm trong các bệnh viện dã chiến, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây bệnh. Do tài chính có hạn nên trong thời gian tới, nếu nơi nào có nhu cầu và được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, anh sẽ tiếp tục chế tạo những chiếc xe tương tự. Ca sĩ Tóc Tiên mới đây đã khiến cho nhiều người ấm lòng khi bán đi 3 chiếc túi hiệu của mình và dùng số tiền này để mua tặng máy thở oxy cho Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, trên Instagram cá nhân của mình, ca sĩ Tóc Tiên đã đăng tải hình ảnh thư cảm ơn của phía Bệnh viện Đại học Y Dược khi nữ ca sĩ tặng máy thở oxy. Trước đó, thì ngày 23 tháng 6, theo MC Quỳnh Hoa chia sẻ trên trang cá nhân, gia đình ca sĩ Tóc Tiên và anh chị em Cascader Team S Tuấn Nguyễn đã ủng hộ 1 tấn gạo, 360 chai dầu ăn và 420 chai nước tương để hỗ trợ cho bà con đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hành động đẹp của Tóc Tiên cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự khen ngợi của khán giả và fan hâm mộ. Hành động đẹp, ý nghĩa của Tóc Tiên cần được lan tỏa để tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho mọi người cùng đồng lòng chống dịch. Sau hơn nửa tháng vì COVID-19, gia đình ông NNL, tên viết tắt, đã mất đi 3 người thân, trong đó có vợ ông, cháu ngoại vừa mới chào đời và bà thông gia.
Ông L chia sẻ con gái ông là chị NNHT và con rể là anh LVT, trú tại phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, sinh được hai con 2 tuổi và 5 tuổi. Ngoài ra chị T vừa mang bầu bé thứ ba. Ngày 2 tháng 7, chị T chuyển dạ ở bệnh viện Từ Dũ, khám sàng lọc phát hiện hai vợ chồng đều dương tính, cháu bé sinh ra nhưng tử vong. Xét nghiệm các thành viên trong gia đình thì bé đầu 5 tuổi dương tính, bé sau 2 tuổi âm tính. Vì thế bé đầu được đưa đi điều trị cùng mẹ ở bệnh viện Trương Vương, người chồng được đưa đi cách ly ở ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng người thì điều trị, người thì phải cách ly tập trung nên đã nhờ bà ngoại đến đem cháu thứ hai về nhà ở quận Tân Phú chăm. Lúc này do vợ ông có đi chợ Sơn Kỳ nên thực hiện kiểm tra COVID-19 hai lần đều âm tính. Được mấy hôm thì vợ ông L sốt và kết quả dương tính với COVID-19. Vợ ông được chuyển sang bệnh viện Gò Vấp. Ngày 12 tháng 7 bà mất tại đây vì COVID-19. Không còn cách nào khác, gia đình chị T đành nhờ ông L từ Long An lên chăm đứa thứ hai. Trước khi xét nghiệm dương tính, cháu bé có biểu hiện mệt, nôn, ho, sốt nên tiến hành test nhanh vào ngày 18 tháng 7, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cũng theo ông L, thời gian ở nhà con gái, ông cháu chăm nhau, bà con hàng xóm và chính quyền rất hỗ trợ, ông xúc động vô cùng. Trong lúc gia đình ông tang thương thì nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng, bà con làng xóm. Trốn cách ly, khai báo y tế gian dối là hành vi xấu xí, vô trách nhiệm với cộng đồng của một bộ phận người có yếu tố dịch tễ. Dù đã bị lên án nhiều, ở đâu đó vẫn xảy ra tình huống tương tự. Mới đây, một video ghi lại cảnh một người phụ nữ bị lực lượng chức năng cưỡng chế, áp giải ra khỏi nhà, được lan truyền trên mạng. Theo người đăng tải video, người bị áp giải là trường hợp thuộc diện phải đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, người này lại không hợp tác, cố thủ trong nhà, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế. Sau khi video được đăng tải, người phụ nữ trong clip đã bị dân mạng chỉ trích nặng nề. Một số người cũng hoài nghi về tính xác thực, thời gian và địa điểm quay clip trên. Không rõ vì lý do gì, người đăng tải đầu tiên đã xóa video này. Clip vẫn liên tục được chia sẻ lại trên các diễn đàn và trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Ngày 20 tháng 7, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, xác nhận thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về một cô gái được tiêm vaccine ngừa COVID-19 do ông ngoại nhờ được một bác sĩ trong bệnh viện trên giúp là chính xác. Theo Hà, con gái đưa tin lên Facebook đó là phóng viên. Đúng ra cô này cũng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên trong các nhóm theo quy định của Bộ Y tế. Bố cô gái này là giảng viên của Học viện Quân y đăng ký cho cô này tiêm. Bố cô ấy có học trò đang làm ở bệnh viện tôi, đang làm chuyên khoa 2. Về câu hỏi tại sao cô gái trên được tiêm vaccine Pfizer, liệu có sự việc được lựa chọn vaccine trong trường hợp trên, ông Hà giải thích lúc đó có 2 liều Pfizer lẻ ra nên cô gái này được tiêm. Cô gái này nghĩ mình trên trời rơi xuống không cần đăng ký, nhưng thật chất là bố cô gái này đã đăng ký cho cô từ trước. Ông Hà cũng khẳng định không có chuyện được lựa chọn tiêm vaccine Pfizer trong trường hợp này. Trước đó, cô gái này khiến cho nhiều người bức xúc bởi trong khi rất nhiều người thuộc diện ưu tiên vẫn chưa đến lượt, thì cô này lại khoe vợ chồng mình được tiêm vaccine nhờ mối quan hệ của gia đình. Đang chạy xe máy trên đường, nam thanh niên này bất ngờ dừng xe lại rồi thản nhiên lột sạch đồ của mannequin. Chủ shop buồn vì mất của đăng clip lên mạng bóc phốt nhưng vẫn phải phì cười. Theo nội dung đoạn clip, giữa trưa vắng vẻ, một người đàn ông điều khiển xe máy dừng lại trước shop quần áo ven đường. Đối tượng nhanh chóng tiện tay lấy đi chiếc mũ mannequin đang đội. Tuy nhiên, điều đáng nói là không vội vã khi ăn trộm, tên này lại bình tĩnh đi bộ lại phía những con mannequin rồi đứng nhìn ngó hồi lâu, xem bộ nào hợp với mình mới lấy. Sau khi lưỡng lự, người đàn ông quyết định lột sạch bộ quần áo của mannequin trong cùng đang mặc rồi rồ ga bỏ đi. Cư dân mạng vừa thương vừa buồn cười trước hành động trộm cắp có chọn lọc của người đàn ông. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng vì chủ nhà không cất mannequin vào nhà nên đã làm mồi cho kẻ xấu. Chưa bao giờ thấy ai đi trộm đồ người khác mà thông thả như người này luôn. Anh ta còn thậm chí đủ thời gian nhìn ngắm lựa chọn mà không bị chủ nhà phát hiện. Lên án kẻ trộm thì cũng phải trách chủ nhà, không cất đi thì bị lấy đi thôi. Trời lại còn đổi mũ cho hợp, ăn trộm cũng phải lựa chọn đồ thời trang phù hợp với mình mới chịu cơ. Dẫn theo con nhỏ đi mua hàng, lợi dụng lúc nhân viên lơ là, người đàn ông này đã ra tay lấy trộm chiếc điện thoại. Sự việc xảy ra tại một quán ăn ở khu vực Hà Nội và đã được camera ghi nhận lại toàn bộ. Lúc này, người đàn ông đội nón trắng, áo đen dắt theo bé trai mua đồ mang về. Nhân viên đang mãi làm đồ cho khách, ông này tay cầm điện thoại bấm rồi áp sát quầy, thò tay lấy điện thoại nhân viên, giấu nhanh vào túi sau rồi hai cha con bỏ đi. Được biết điện thoại này nữ nhân viên đang mua trả góp vẫn chưa xong.
Mạng xã hội Facebook vừa chia sẻ clip 22 giây ghi lại hình ảnh xe ô tô bán tải lấn sang phần đường bên trái, tông thẳng vào một bé gái đang điều khiển xe đạp đi chiều ngược lại. Điều khiến cho gia đình nạn nhân bức xúc hơn chính là thái độ dửng dưng, muốn đổ lỗi của nữ tài xế. Theo mẹ bé gái chia sẻ, thời điểm va chạm khoảng hơn 20 giờ ngày 18 tháng 7 trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Sau khi xảy ra tai nạn, cô gái điều khiển xe không cùng gia đình đến bệnh viện mà chỉ xin số điện thoại và cho biết sẽ giải quyết sau. Ban đầu mọi người trong gia đình đều nghĩ do cô gái đi sai, đâm vào ô tô nên bình tĩnh đưa cháu đến viện. Khi xem camera mới phát hiện ô tô đi lấn làn. Sau va chạm, tài xế gần như không đạp phanh, chiếc xe vẫn lao về phía trước cán qua xe đạp. Tuy nhiên khi gia đình liên lạc với nữ tài xế thì cô này cố gắng thanh minh, cố ý đẩy lỗi cho em bé và gia đình, tiếp tục phân bua rằng mình đúng. Bức xúc trước những phản hồi của tài xế, mẹ cháu bé quyết định đăng clip ghi lại vụ va chạm được cắt từ camera an ninh của một gia đình sống sát hiện trường lên Facebook. Sau đó, nữ tài xế đã đến nhà nói chuyện với gia đình cháu bé, nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận gì. Trong tuyên bố ngày 19 tháng 7, chính quyền Hồng Kông đang cân nhắc truy tố một người đàn ông tiêm 4 mũi vaccine ngừa COVID-19, đồng thời lên án hành vi ích kỷ và vô trách nhiệm này. Chính quyền Hồng Kông cho rằng hành động này không chỉ gây ra rủi ro về sức khỏe mà còn làm liên lụy đến những nhân viên y tế đã tiêm chủng cho người đàn ông. Đây còn là hành vi lãng phí nguồn cung vaccine của thành phố. Người phát ngôn của chính phủ nói, việc này liên quan đến hành vi khai báo sai sự thật và gian dối để trục lợi. Chúng có thể cấu thành tội hình sự. Chính quyền sẽ điều tra và cân nhắc thực hiện các động thái pháp lý thích hợp. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một người đàn ông 30 tuổi được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech dù đã tiêm 2 mũi vaccine Moderna ở Singapore. Người này làm việc tại Hồng Kông, muốn tiêm thêm vaccine để lấy hộ chiếu điện tử và vào các quán bar. Một công ty ở Mỹ mới đây đã cho biết sẽ cung cấp chuyến đi vào không gian để các cặp đôi có cơ hội tổ chức đám cưới sự kiện nhiều người bên ngoài trái đất vào năm 2024. Công ty Space Perspective có trụ sở tại Florida của Mỹ hiện đang bán các chuyến bay với giá 125.000 đô, tương đương khoảng 2,8 tỷ đồng, cho các cặp đôi muốn tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời ở địa điểm có những góc nhìn ngoạn mục hướng về trái đất. Hội trường ngoài không gian có sức chứa khoảng 8 người, thời gian cho toàn bộ chuyến đi kéo dài tối đa là 6 tiếng đồng hồ. Khách hàng cũng có thể mua toàn bộ không gian để tổ chức các sự kiện nhóm. Công ty cho biết đã có một số khách đặt hàng để tổ chức kỷ niệm sinh nhật quan trọng của họ. Một số thì muốn nâng tầm việc tổ chức sự kiện lên tầm cao mới. Bên trong khoang chứa, hành khách có cơ hội tận hưởng khung cảnh 360 độ của trái đất, được trang bị đầy đủ từ phòng ngủ, phòng tắm, quầy bar và wifi. Vào tháng 6, thì Neptune One, phương tiện thử nghiệm của công ty đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Space Coast gần trung tâm vũ trụ Kennedy của cơ quan hàng không vũ trụ NASA. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thank you.